anh hùng Cù Chính Lan. Năm 1951, trong trận tấn công cứ điểm Giang Mỗ, anh đã một mình đuổi theo xe tăng Pháp, nhảy lên thành xe, ném lựu đạn vào bùng lái để tiêu diệt xe tăng và quân giặc. Cuối năm 1951, đơn vị anh được lệnh đánh đồn Cô Tô ở Hòa Bình. Dù bị bắn 3 lần, anh vẫn cố gắng tham gia chiến đấu cho đến khi hy sinh do mất máu quá nhiều. Anh hùng Cù Chính Lan hy sinh khi mới 21 tuổi.